Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Cương Audio. Các bạn thân mến, ngày hôm qua thì tôi nhận được một câu hỏi của một bạn khán giả là làm thế nào để có được âm hình cho một bộ dàn nghe nhạc chuyên nghiệp, và có phải là đồ audio thật đắt tiền mới có âm hình hay không? Các bạn thân mến, âm hình là một cái khái niệm dùng để chỉ hình ảnh sân khấu cũng như sự vật hiện tượng được vẽ lại bằng hiệu ứng âm thanh stereo. Tôi nhắc lại các bạn nhé, âm hình là một khái niệm dùng để chỉ cái hình ảnh sân khấu cũng như những cái sự vật hiện tượng trong thế giới tự nhiên, trong thế giới xã hội được tái tạo lại bằng hình ảnh stereo, cho nên người ta mới gọi là âm hình. Các bạn nhớ nhé, các bạn tách hai cái chữ âm và cái chữ hình, các bạn tách nó ra. Đấy, thì các bạn chiết tự, tức là phân tích nghĩa là các bạn sẽ hiểu thôi. Thế thì bây giờ tôi nói với các bạn như thế này, trong một bộ dàn âm thanh nghe nhạc chuyên nghiệp cũng như một cái bộ dàn karaoke ấy, thì các bạn set up tốt, dù đắt hay rẻ thì các bạn sẽ cảm nhận được âm hình. Và không phải là ai chơi audio thì cũng hiểu về âm hình, cũng biết về âm hình. Thì các bạn nhớ như thế này này, khi mà các bạn ghép một cái bộ dàn nghe nhạc chuyên nghiệp trong phòng nghe chuyên cũng như trong phòng làm việc đấy, thế thì các bạn lưu ý cho tôi có mấy cái điều kiện để có thể có được âm hình này. Một là các bạn phải có một cái cặp loa thật tốt và hai bên nói to bằng nhau. Tôi nhắc lại các bạn nhé, các bạn phải có một cái cặp loa thật tốt và hai bên nói to bằng nhau, chứ một bên nó bị hỏng chung rồi một bên nó bị làm sao đó nó nói nhỏ hơn thì rất là khó cảm nhận âm hình, cho nên bắt buộc là cặp loa hai chiếc phải nói to bằng nhau. Thứ hai nữa là các bạn phải có âm ly nghe nhạc cũng như là cục đẩy, thì tùy các bạn, nhưng điện áp đầu ra của âm ly cũng như là cục đẩy là nó phải bằng nhau. Và cái yếu tố thứ ba nữa, các bạn phải có một cái nguồn phát chuẩn. Đấy, tôi nhắc lại các bạn phải có một nguồn phát chuẩn, thì các bạn phải có đầu CD này, hay là có thể là có máy nghe nhạc này, hay là cái đầu giải mã này, nhưng mà cái file nhạc các bạn mở ấy, phải là file nhạc hi-fi stereo. Tôi nhắc lại các bạn, nó là phải là file nhạc hi-fi stereo, chứ không bao giờ có âm hình với một file nhạc mono. Mà phần lớn cái nhạc bây giờ, các bạn thấy cái nhạc trên YouTube này, rồi rất nhiều cái nhạc free bây giờ ấy, thì trong cái quá trình thu âm, do cái trình độ của kỹ sư cũng như là để giảm thiểu cái chi phí và cái công sức, cho nên thường người ta sẽ dùng một cái jack nhạc chạy thôi. Cho nên là các bạn sẽ thấy đó là cái jack nhạc mono, và nó đã là mono rồi thì các bạn có mở ra đến 10 loa, đến 100 loa đi chăng nữa cũng không bao giờ có âm hình. Bởi vì điểm đến âm thanh từ loa đến tai các bạn là nó bằng nhau rồi, cho nên các bạn không bao giờ cảm nhận được và cũng đừng có phí công để set up âm hình. Cho nên bắt buộc các bạn phải nghe bằng CD chuyên nghiệp của các trung tâm, ví dụ như là Thúy Nga, ACA hay Làng Văn. Đấy, thì các bạn thấy mới thấy luôn luôn là những file nhạc hi-fi stereo. Đấy. Thế thì các bạn thấy là cái điều kiện thứ tư nữa là khi các bạn set up một cái bộ dàn âm thanh trong gia đình ấy, thì cố gắng bố trí cái vị trí nghe. Các bạn biết ở trong vị trí nghe thì người ta gọi là điểm ngọt. Đấy, điểm ngọt là cái khoảng cách từ chỗ chúng ta ngồi ấy, cho đến vị trí của hai bên loa. Thì các bạn nhớ là luôn luôn phải tạo thành một cái tam giác cân, tức là khoảng cách từ ta ngồi đến loa phải loa trái là nó bằng nhau. Đấy, như vậy thì các bạn ngồi ở cái điểm ngọt đó, các bạn mới cảm thấy tất cả âm thanh nó bao trùm, nó bao bọc hết đấy các bạn, gọi là cái trường âm. Cái trường âm nó bao bọc đấy các bạn, và các bạn ngồi ở trung tâm của trường âm, cho nên nhất cử nhất động của các sóng âm đấy, được tạo ra bởi cái hiệu ứng stereo là các bạn sẽ cảm nhận được đầy đủ hết. Nhưng các bạn phải lưu ý là việc bố trí loa ấy, thì hai bên nó phải xa tường bằng nhau. Chứ một số bạn là do cái điều kiện cái phòng chúng ta hẹp đấy, ví dụ một bên là có hành lang đi vào bếp chẳng hạn, một bên là tường, thì các bạn lại để loa nó sát tường khoảng, thì khi mà các bạn mở lên ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái bên bị gần tường nó sẽ oang oang, nó dội âm và làm cho loa bên đó cảm giác nói to hơn, thì các bạn cũng rất khó cảm nhận được âm hình. Cho nên nếu như trong điều kiện mà bạn nào đó bị cái hiện tượng là chúng ta bắt buộc phải kê một chiếc loa vào bên tường ấy, thì các bạn điều chỉnh cái nút ban lăng, ban lừng đấy, nút ban lừng ở trên âm ly đấy, để sao cho nó hài hòa cái lượng âm thanh đi ra hai bên loa, tức là hai loa nói bằng nhau, thì lúc này các bạn mới cảm nhận được âm hình các bạn nhé. Thế thì các bạn thấy là tôi vẫn nhắc các bạn là có nhiều cái bài nhạc mà nó rất rõ ràng, thì nhắc lại các bạn, ví dụ các bạn nghe cái bài Rừng Lá Thấp, tôi nhắc lại là cái bài Rừng Lá Thấp mà Trường Vũ hát ấy, thì các bạn thấy là lúc đầu vào cái đoạn cuối là có cái hiệu ứng trực thăng, máy bay trực thăng nó bay đến,
Thế các bạn thấy được âm thanh miêu tả cái tiếng trực thăng ấy. Đầu tiên nó xuất hiện rất là mờ. Đấy, từ góc trái nó rất là mờ. Sau nó xuất hiện rõ dần lên cái loa bên tay trái. Sau dần dần là cái tiếng trực thăng nó bay trên đỉnh đầu người ta. Chúng ta nhắm mắt lại chúng ta thấy tiếng trực thăng nó đang vần vũ ở trên đầu người ta. Sau đó là nó bay xa dần sang bên phải và bay đi mất. Đấy, thì các bạn thấy đó là cái hiệu ứng CTTL nó vẽ lại cái hình ảnh về một cái chiếc trực thăng. Cùng với lại những cái kinh nghiệm sống ta biết, chúng ta hiểu thế nào là trực thăng thì chúng ta biết rồi, chúng ta sẽ cảm nhận đầy đủ. Và cái thứ nữa, ví dụ như các bạn nghe cái bài mà tôi nhắc các bạn ấy, cái bài 24 giờ phép liên khúc mà Đan Nguyên trình bày cùng với lại một cái ca sĩ trẻ trẻ đấy, thì các bạn thấy là người ta tái ta hiện lại cái cảnh chiến trường sông nước, và các bạn thấy là cái tiếng súng cầm canh bắn ở phía xa, nó bắn rất là mờ, nghe vọng đến từ phía rất là xa. Sau đó là cùng với tiếng trực thăng, và các bạn thấy là tiếng đổ bộ của quân. Sau đó thì các bạn thấy là cái hiệu ứng nó cứ đến dần. Chúng ta ngồi chúng ta cảm nhận thấy đầy đủ hết. Âm thanh nó cứ rõ dần, tức là tiếng trực thăng nó bay đến để đổ quân ấy, là đến rất là gần, và bắt đầu là những cái tiếng súng giao tranh giữa hai bên bắt đầu nổ to dần, rõ ràng dần, cứ từ bên phải xong sang bên trái, sau lại từ bên trái sang bên phải. Các bạn tìm thấy cái liên khúc đó, thì đó là cái trình độ của các kỹ sư thu âm, người ta hiểu rất sâu về cái điều đó mà người ta vẽ lại cái âm hình rất là chuẩn bằng hai cái file nhạc, hai cái check nhạc CTTL. Một cái nữa thì các bạn thấy là trên những cái đàn organ ấy, các bạn thấy là trên những cái đàn organ mà người ta có đã tạo sẵn một số cái hiệu ứng, ví dụ tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo, tiếng của đám đông cổ vũ. Ví dụ như các bạn thấy là bước ra một cái sân khấu gái thì bắt đầu là có tiếng hò reo của khán giả ở phía cuối sân khấu, rồi bắt đầu là khán giả ở bên trái sân khấu thì huýt sáo, bên tay phải thì vỗ tay lớn hơn. Thì các bạn thấy đó là những cái hiệu ứng CTTL người ta tạo ra để vẽ lại cái hình ảnh về một cái hội trường sân khấu. Đấy. Và tôi nhắc lại các bạn là cái bài Tàu đêm năm cũ của khi Hoàng Thục Linh hát ấy. Khi Hoàng Thục Linh hát bài Tàu đêm năm cũ thì các bạn cũng thấy cái tiếng tàu nó chạy cứ xịch xịch, nó chạy dần từ bên góc trái để nó chạy rất là nhỏ, sau đó nó cứ đến gần và nó rõ dần, cuối cùng nó chạy qua trước mặt chúng ta, sau nó chạy sang bên loa phải và nó chạy xa dần sang góc bên phải và nó mất hút. Đấy, các bạn thấy cái bài Tàu đêm năm cũ của Hoàng Thục Linh hát ấy, thì nó có rất rõ cái hiệu ứng đó. Thì các bạn nào nghe thử, các bạn cứ tìm một vài cái bài mà tôi vừa nói trên thì các bạn nghe và các bạn setup thử thì các bạn sẽ hiểu thế nào là âm hình các bạn nhé. Và có rất nhiều những cái yếu tố khác có thể chi phối làm ảnh hưởng đến âm hình. Đấy, ví dụ như là khi mà các bạn ngồi, thường trong gia đình các bạn hay ngồi ở trên cái bàn để uống trà, nhưng mà cái loa thì các bạn bố trí nó cũng quá xa, tức là nó quá xa từ cái vị trí ngồi nghe cho đến cái chỗ đặt loa, thì do cái áp suất của loa nó tạo cái độ nén với lại cái phòng nghe của chúng ta ấy, nó không đủ, đặc biệt là những dòng loa công suất nhỏ, thì các bạn thấy là các bạn cũng rất là khó cảm nhận âm hình. Cho nên bắt buộc là các bạn không nên ngồi quá xa loa, làm sao các bạn ngồi một cái khoảng cách nó hợp lý. Nó còn phụ thuộc vào âm lượng, phụ thuộc vào cái công suất của loa nữa, thì các bạn sẽ ngồi ở một cái vị trí mà các bạn cảm nhận thấy âm thanh nó vẫn rõ nét nhất, sắc nét nhất, không ngồi quá xa các bạn nhé. Và nếu các bạn ngồi gần thì các bạn vẫn cảm nhận được, nhưng ngồi quá xa thì các bạn sẽ thấy là âm thanh nó bị loãng. Và thông thường thì các bạn thấy là trên các dòng loa thì người ta hay ghi là bao nhiêu decibel, hay là trên âm ly nó ghi là áp suất là bao nhiêu decibel ấy. Thì các bạn thấy đó là người ta tính theo cái kiểu đó là 1 cm, xin lỗi các bạn là đang ồn một chút, 1 mét đấy là sẽ tương ứng với 1 decibel về cái áp suất mà cái sóng âm có thể tạo ra được. Đấy, thì các bạn nhớ là cũng không cần công suất quá lớn. Thông thường theo lý thuyết thì cứ 1W cho 1 mét, 1W là cho 1 mét đã đủ nghe rồi. Cho nên là nhiều khi chúng ta cứ sắm một cái dàn công suất rất là khủng, nhưng mà chủ yếu là chúng ta mong muốn là chúng ta có cái dàn âm thanh công suất lớn thì chúng ta nghe được cái độ nét, sắc nét của các giải âm và tiếng nó căng hơn thôi. Còn thực tế thì chúng ta không bao giờ chúng ta mở được hết tất cả cái công suất mà nhà sản xuất đã công bố trên các thiết bị nghe cũng như là trên thiết bị phát các bạn nhé. Các bạn thân mến, có rất là nhiều cái điều nữa, nhưng mà tuy nhiên thì trong cái phút đi đường như thế này thì ngẫu hứng làm một cái video clip để trao đổi với các bạn. Thì các bạn có quan tâm đến những cái vấn đề tương tự như vậy trong âm nhạc, thì các bạn nhớ nó còn có những cái khái niệm về trường âm, về độ động, về âm hình, về độ tĩnh, rồi độ ồn nền, rồi nhiễu động nền, vân vân. Nên nó có rất nhiều những cái khái niệm, rồi nhiễu tuyến tính, nhiễu phi tuyến tính,
nó nhiều cái khái niệm lắm, nhưng mà chúng ta cứ từng bước một chúng ta không tham, mà chúng ta tìm hiểu về từng cái khái niệm một, xong chúng ta hiểu được nó rồi, chúng ta nắm, chúng ta chi phối được nó rồi, thì lúc đó các bạn setup cái dàn âm thanh cũng rất là dễ dàng, và các bạn sẽ thấy chơi âm thanh nó rất là hấp dẫn, nó quyến rũ. Các bạn thân mến, bây giờ tôi sẽ dừng video clip này đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt.